Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an C50 đã bắt được đối tượng dùng chứng minh nhân dân giả đến đại lý của các doanh nghiệp viễn thông, yêu cầu nhân viên nhà mạng thay đổi thông tin thuê bao với mục đích cướp số điện thoại di động để nhận được số mã thẻ ngân hàng của chủ nhân các số thuê bao này. Sau đó dùng mã thẻ để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bằng các giao dịch mua hàng qua mạng Internet. Đối tượng bị bắt giữ là Đinh Xuân Lợi, hộ khẩu thường trú tại phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Bằng thủ đoạn lấy cắp thông tin cá nhân, sau đó tìm cách chiếm đoạt SIM điện thoại để nhận mã xác thực, tức là mã thẻ ngân hàng gọi tắt là OTP để mua hàng bằng tài khoản của các bị hại. Chỉ trong vài ngày, đối tượng này đã chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của hai bị hại tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi được trình báo, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã nhanh chóng truy tìm ra thủ phạm. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Xuân Lợi về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đồng thời cảnh báo, dù tinh vi đến đâu thì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như thế này cũng để lại dấu vết trên hệ thống giao dịch, thanh toán. Nhưng để có thể truy tìm ra kẻ gian thì khi xảy ra vụ việc, các đơn vị cá nhân liên quan phải trình báo ngay tới cơ quan chức năng.